Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tình người trong cơn lũ dữ, cơn bão số 3 Yagi cùng hoàn lưu của nó đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về cả người và tài sản cho nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng. Sau gần một tuần trôi qua, tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 3, cảnh tượng vẫn còn ngổn ngang đổ nát. Những gương mặt thất thần, mệt mỏi và bất lực của người dân vẫn hiện rõ sau những trận mưa bão và dòng nước lũ cuồn cuộn. Trong những ngày qua, khi cơn bão số 3 đổ bộ, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh về sự tàn phá mà thiên tai để lại. Người dân tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Yên Bái đều mang nặng nỗi lo âu và buồn đau khi chứng kiến thiên tai tàn phá cuộc sống của họ. Câu hỏi đặt ra là phải mất bao lâu để cuộc sống bình yên của họ trở lại như trước bão. Nỗi đau thương nhất là những gia đình mất đi nhiều người thân trong một khoảnh khắc. Những ta luy bất ngờ đổ sập, vùi lấp các mái ấm, cũng theo bao khát vọng và ước mơ của những người trẻ tuổi đang sống trọn vẹn với cuộc đời. Những tiếng khóc than, giọt nước mắt tìm kiếm người thân sẽ mãi là ký ức đau thương trong lòng mỗi người. Sau khi mưa lũ rút đi, cảnh tượng để lại thật khủng khiếp. Bùn đất, rác thải, xác động vật chết và hàng hóa bị hư hỏng, hủy hoại. Nhiều gia đình đã mất sạch tài sản, trong khi nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất cũng rơi vào cảnh trắng tay. Các trang trại chăn nuôi lợn gà cùng hoa màu đều bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Để động viên những người dân và chiến sĩ tại các vùng chịu ảnh hưởng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư thăm hỏi. Trong bức thư, ông kêu gọi mọi người phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào, nhấn mạnh rằng đây chính là sức mạnh lớn lao giúp nhân dân vượt qua mọi khó khăn. Sự quan tâm và chỉ đạo từ đảng, nhà nước cùng tinh thần quyết liệt của các cấp chính quyền đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại do bão số 3. Ý chí tự lực tự cường và sức mạnh nội sinh từ mỗi người dân cùng với tinh thần đoàn kết đã tạo nên sức mạnh to lớn trong cuộc chiến chống lại thiên tai. Ngay khi có những lời kêu cứu trên mạng xã hội, nhiều người dân từ các tỉnh phía Bắc dù vừa trải qua giây phút khủng khiếp vẫn gác lại mọi lo toan để tham gia hỗ trợ. Họ kêu gọi mọi người cùng chung tay cứu trợ cho những người đang gặp nạn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Tình cảm của nhân dân từ đất mũi Cà Mau đến miền Trung đều hướng về các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng bão. Với nhiều nghĩa cử cao đẹp, các chương trình thiện nguyện, quyên góp và hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ đã được phát động rộng rãi trong cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết và yêu thương. Theo thông tin từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2024, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền lên tới 1.236 tỷ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Đây là một minh chứng rõ ràng cho lòng hảo tâm và sự đoàn kết của người dân Việt Nam trong những lúc khó khăn nhất. Xúc động tình người trong cơn bão số 3. Trong cơn bão số 3 vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố, phía Bắc đã chịu đựng những thiệt hại nặng nề. Nhưng bên cạnh những khó khăn ấy, mạng xã hội cũng đã đồng loạt chia sẻ những câu chuyện đầy tình người. Cộng đồng mạng không ngừng ca ngợi tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam trong bối cảnh thiên tai. Từ ngày 8 tháng 9, mạng xã hội trở nên sôi động với những hình ảnh và video đầy cảm xúc, thể hiện rõ nét tinh thần tương thân tương ái giữa người với người. Trong bối cảnh cơn bão số 3, siêu bão Yagi hoành hành, rất nhiều người đã nhanh chóng hành động để giúp đỡ những người xung quanh, thể hiện sự sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trong thời khắc khó khăn. Những bình luận tích cực và sự động viên từ cư dân mạng đã góp phần không nhỏ vào việc cổ vũ tinh thần cho những người dân vùng bão vượt qua thử thách. Cụ thể, trên cầu Nhật Tân ở Hà Nội, hình ảnh những chiếc xe tải và ô tô di chuyển chậm lại để che chắn gió cho hàng loạt xe máy, tạo thành một bức tranh ấm áp và đoàn kết. Hay hình ảnh lực lượng chức năng hỗ trợ người cao tuổi đi lạc
hay những chủ khách sạn hào phóng cho người dân trú bão miễn phí đã tạo nên những dấu ấn đẹp trong lòng mọi người. Tài khoản TikTok của Quyền Quyền bình luận, không chỉ một mà là rất nhiều xe cùng nhau hỗ trợ đồng bào mình. Nhìn phía sau cũng có những chiếc xe lẻ loi hỗ trợ từng chiếc xe máy, thật ấm lòng tình người trong cơn bão số 3. Còn tài khoản Facebook DH Mai Thi lại chia sẻ kỷ niệm, nhớ lần đầu tiên đi qua đại lộ Bình Dương ngập nước, làn xe máy ngập lên tới đầu gối, đường thì tối tối mờ mờ, mưa to không thấy nổi đường đi, mấy chú tài xế xe to toàn chạy vào làn trong để nhường xe máy chạy phía ngoài cho đỡ nước, chạy từ từ để nước không văng lên xe máy xung quanh. Một đoạn video ghi lại cảnh những chiếc xe ô tô di chuyển chậm trên cầu Nhật Tân để che chắn gió cho xe máy cũng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Họ thể hiện lòng tự hào với những bình luận như: xem những hình ảnh này, cảm động và tự hào về Việt Nam mình. Tự hào là con cháu đất Việt, nhìn thấy mà ấm lòng, vậy cũng đủ hiểu người Việt Nam mình còn có nhiều người có lòng thương người đến nhường nào. Nhiều người bày tỏ cảm xúc chân thành. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc, nước mắt cứ rơi thôi. Những ngày qua vào TikTok là khóc như lụt vậy, tôi yêu Việt Nam. Ngoài ra, nhiều tài khoản trên mạng xã hội cũng đã tích cực đăng bài kêu gọi những người dân sống ở khu vực không an toàn tìm nơi trú ẩn miễn phí trong cơn bão. Một câu chuyện cảm động khác đến từ khu vực đường Mễ Trì, nơi các cán bộ chiến sĩ đã kịp thời cứu trợ người dân bị ngã xe do mưa bão, đưa họ về trụ sở công an phường để trú ẩn an toàn. Tại đây, các chiến sĩ đã trở thành anh nuôi khi chuẩn bị những bát mì đơn giản nhưng đầy tình cảm. Một câu chuyện khác cũng rất đáng chú ý là về những chiếc xe buýt ở Hà Nội vẫn phục vụ tốt trong những ngày mưa bão. Hành động của một tài xế xe buýt cùng cô bán vé trên tuyến 30 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng hành khách. Dù mưa gió, tài xế vẫn kiên nhẫn chờ đợi và cô bán vé đã nhoẻn nụ cười tươi khi hành khách bước lên xe. Những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong những ngày khó khăn đã cho thấy tinh thần đồng bào, tình yêu thương và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa con người với nhau. Những câu chuyện này không chỉ đơn thuần là những hình ảnh, video trên mạng xã hội mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình người trong cơn bão. Khi thiên tai xảy ra, chính những nghĩa cử cao đẹp ấy đã làm ấm lòng biết bao người, khẳng định rằng trong những lúc khó khăn, tình thương và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Việt Nam không chỉ là một quốc gia mà còn là một cộng đồng gắn kết, nơi mà tình người vẫn luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân. Bão số 3 đi qua, Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc gặp nhiều thiệt hại. Sáng sớm ngày 8 tháng 9, lực lượng chức năng tại thành phố Hà Nội đã bắt tay vào công việc dọn dẹp sau khi bão số 3 quét qua thủ đô để khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra. Tình hình tại các tỉnh thành miền Bắc cũng không khả quan hơn khi nhiều khu vực phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng từ bão. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, do ảnh hưởng của bão số 3, lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt hơn 250mm, với một số nơi ghi nhận lượng mưa cao hơn. Cụ thể, Nam Cường, Tiền Hải có mưa lên đến 287,8mm, An Hiệp, Quỳnh Phụ 119,4mm và thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy là 236,0mm. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp đã chịu thiệt hại nặng nề với ước tính khoảng trên 20.000 hecta lúa mùa bị đổ, nghiêng và ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, khoảng 1.455 hecta rau màu và cây vụ đông cũng bị hư hỏng, dập nát, cùng với 635 hecta cây ăn quả gặp thiệt hại. Mặc dù thiệt hại trong nông nghiệp là đáng kể, nhưng các công trình đê điều vẫn đảm bảo an toàn và chưa có báo cáo về thiệt hại. Về mặt công nghiệp, các khu công nghiệp và tàu thuyền trong khu vực tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận thiệt hại. Những nỗ lực khắc phục sau bão đã được triển khai ngay từ sáng sớm nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân và bảo vệ sản xuất. Cơn bão số 3 không chỉ gây ra những thiệt hại về tài sản mà còn để lại nỗi lo lắng cho người dân
về việc phục hồi sản xuất và sinh hoạt. Lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết để giúp người dân vượt qua khó khăn này. Bão số 3 Yagi tàn phá Hà Nội, 4 người thương vong, hơn 2.500 cây bật gốc đổ rạp. Bão Yagi đã để lại những hậu quả nặng nề tại Hà Nội với thiệt hại khó có thể tưởng tượng nổi. Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, vào tối 7 tháng 9, cơn bão đã khiến một người thiệt mạng, 3 người bị thương và làm gãy đổ 2.500 cây xanh. Hơn nữa, 17 trạm bơm tại các huyện đã bị mất điện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thoát nước của thành phố. Trong bối cảnh bão Yagi hoành hành, các quận và huyện đã phải tiến hành di dời cư dân từ những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tại đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, một cây lớn đã đổ xuống, làm anh Cáp Minh Công, 22 tuổi, quê Hưng Yên, thiệt mạng. Cùng lúc, 3 người khác ở quận Ba Đình cũng đã phải nhập viện cấp cứu do hậu quả của bão. Thiệt hại về tài sản cũng không hề nhỏ, với 6 xe máy và 13 ô tô bị hư hỏng nặng. Dù khu vực ngoại thành không bị ngập sâu, nhưng mưa lớn đã khiến 47 hectare lúa và 26,5 hectare rau màu bị ngập, 6.144,5 hectare lúa và 15,93 hectare rau màu bị đổ. Thêm vào đó, 2,2 hectare cây ăn quả cũng bị thiệt hại, hàng nghìn cây xanh bị đổ ngã và nhiều hộ dân phải đối mặt với tình trạng tốc mái nhà do gió mạnh. Đặc biệt, 17 trạm bơm ở các huyện như Hoài Đức, Mỹ Đức, Chương Mỹ và Đan Phượng đã mất điện, gây khó khăn trong việc kiểm soát mực nước. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố này. Mực nước tại các hồ chứa trong thành phố đã vượt ngưỡng an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tràn lũ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và thiên tai. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó cần được triển khai một cách chủ động nhằm giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra. Đồng thời, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cũng được yêu cầu tập trung khắc phục sự cố điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân, đặc biệt là cho các trạm bơm tiêu thoát nước. Những thiệt hại do bão Yagi để lại đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều người dân Hà Nội, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị và ứng phó kịp thời với thiên tai. Trước giờ bão Yagi đổ bộ, người dân Hà Nội dùng xe container chặn cửa. Trước khi bão Yagi đổ bộ, người dân Hà Nội đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng chống thiên tai. Sáng sớm ngày 7 tháng 9, thành phố bắt đầu có những cơn mưa nhẹ do ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão. Đến khoảng 7 giờ, mưa đã nặng hạt và gió bắt đầu thổi mạnh, khiến không khí trở nên ảm đạm. Trong bối cảnh này, các tuyến đường ở Hà Nội trở nên vắng lặng với ít xe cộ qua lại. Do là ngày cuối tuần, nhiều trường học đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, nhiều công nhân cũng được cho nghỉ làm để tránh bão. Điều này khiến thành phố trở nên yên tĩnh lạ thường, khác hẳn với nhịp sống sôi động thường ngày. Để đối phó với cơn bão, người dân đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau. Đặc biệt, một số cửa hàng đã dùng xe container để chắn trước cửa nhằm hạn chế sức gió và bảo vệ cửa kính khỏi nguy cơ vỡ. Một cửa hàng trên đường Phạm Văn Đồng cho biết việc làm này là để giảm thiểu tác động của gió bão. Tương tự, một số cửa hàng khác cũng sử dụng xe container để chặn gió từ cả hai phía, thể hiện sự chủ động trong việc bảo vệ tài sản. Ngoài việc sử dụng xe container, nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại cũng đã tiến hành gia cố cửa kính bằng cách chằng chống và buộc kỹ. Tại lối vào của một trung tâm thương mại, các thanh sắt và hệ thống dây chắc chắn đã được lắp đặt để đảm bảo an toàn. Điều này cho thấy sự nghiêm túc của người dân và chủ các cửa hàng trong việc chuẩn bị cho cơn bão. Tại các khu chợ, không khí cũng trở nên vắng vẻ hơn bình thường. Một số người đã dậy từ rất sớm, khoảng 4 giờ 30, chỉ để kịp thời mua rau củ trước khi bão đổ bộ. Chủ một sạp rau trên phố Lò Đúc cho biết hàng hóa của ông đã được đặt hết, chỉ còn một lượng nhỏ cho những người mua lẻ. Điều này cho thấy nhu cầu tích trữ thực phẩm của người dân là rất lớn. Bà Hồ Thanh Vân,
một cư dân ở Hai Bà Trưng đã nhanh tay chọn lựa những chiếc bắp cải và rau muống trong bối cảnh hàng hóa đang khan hiếm. Bà cho biết đã đi khắp các siêu thị vào chiều 6 tháng 9 nhưng không còn rau vì nhiều người cùng mua sắm. Sáng nay, tôi đi từ 4 giờ 15 để mua đồ ăn, tranh thủ trước khi bão vào, bà chia sẻ. Gần 6 giờ 30, các tuyến phố quanh Hồ Gươm trở nên vắng lặng, khác hẳn với hình ảnh hàng đoàn người tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Lúc 7 giờ 15, những cơn mưa nặng hạt cùng gió lớn đã khiến nhiều người đi đường cảm thấy khó chịu vì nước táp vào mặt. Dù thời tiết có phần khó khăn, nhưng ý thức phòng chống bão của người dân Hà Nội vẫn thể hiện rõ ràng trong từng hành động cụ thể. Tình hình này cho thấy sự đoàn kết và tinh thần chủ động của người dân trước những thiên tai, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc tích trữ thực phẩm đến việc bảo vệ tài sản đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại do bão Yagi gây ra. Cảnh tượng xe container chắn trước cửa cùng những người dân hối hả chuẩn bị đồ đạc đã minh chứng cho lòng kiên cường và sự ứng phó tích cực của người dân Hà Nội trong bối cảnh thiên tai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.